Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại Sở Công Thương Long An phối hợp với xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành tổ chức nghiệm thu máy móc thiết bị hiện đại trồng chế biến nông sản giai đoạn 2021-2023 tại hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Quang Dinh. Nhiều năm qua thì thanh long được xem là cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Ngoài nhu cầu lao động cần thiết cho quá trình canh tác, thu hoạch, khâu rửa và phân loại trái thanh long để định giá sản phẩm cần nhiều lao động thủ công trong khi đó, nguồn lao động ở các vùng nông thôn hiện nay càng lúc càng khan hiếm, nhất là vào thời điểm thu hoạch tập trung, nên sẽ ra tình trạng thiếu lao động, dẫn đến kéo dài thời gian tồn trữ, làm giảm giá trị sản phẩm. Vì vậy, việc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Quang Vinh được đầu tư máy rửa thanh long hiện đại tiên tiến sẽ giúp khắc phục được tình trạng trên. Đây là thế hệ máy mới có công suất rửa từ 8 cho đến 10 tấn trái thanh long trong một giờ. Máy tự động tiết kiệm được sức lao động, máy rửa thanh long với tổng kinh phí là trên 610 triệu đồng. Trong đó, vốn chương trình khuyến công quốc gia hỗ trợ 300 triệu đồng. Số còn lại do Hợp tác xã Quang Vinh đầu tư.